Trời ơi, tự nhiên mưa lại sạc nghe sợ. Hello, xin chào mọi người. Chị nào anh nào mình đang coi livestream của em thì mình vô chấm giùm em ở chấm nha, tránh tình trạng mà bình luận của mình bị ẩn nha anh chị ơi. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chơi câu đố nha. Rồi, hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục chơi câu đố để được nhận thưởng nha. Con gì không có mắt là câu đố ngày hôm nay. Anh chị nào mình đang trong cái livestream này thì mình vô mình tương tác với em một cái, tránh tình trạng mà bình luận của mình bị ẩn nha anh chị nhá. Nhiều người em thấy là chia sẻ rất là nhiều, cũng comment rất là nhiều, nhiệt tình lắm, mà bình luận nó bị Facebook ẩn đi, cho nên em đâu có thấy mọi người được đâu. Hàng đứa like vô trong live suốt ngày cứ kêu trời, sao mà chơi game mà không cho tặng quà gì hết, lừa đảo phải không? Thì em nói luôn là đó giờ em chơi game á 2 năm rồi chứ không phải là mới chơi gần đây. Và nếu mà chơi game mà lừa đảo là không bao giờ mà chơi được tới giờ phút này đâu nha. Nên là anh chị nào mà không coi livestream á thì rất là đáng tiếc nè. Chơi game của em là chắc chắn với mọi người là nhận quà thật 100% luôn. Nhận quà là nhận quà thật 100% luôn. Chào Tây Thi nè, Nghĩa Đỗ. Trời ơi, mắt cá, con gì không có mắt mà, con cá nó có mắt mà. Con Phong là sai nha. Con gì không có mắt? Có hỏi ngày hôm nay anh chị nào mà mình có câu trả lời chúng chính xác với lại đáp án em có ghi sẵn là nhận quà ngay và liền ha. Rồi, hello chị Tây Thi nè. Hôm nay phần quà em dành tặng cho mọi người là một cặp đồng hồ Long Phụng dành cho anh chị nào mà mình chơi game của em ha. Một cặp đồng hồ Long Phụng dành cho anh chị nào ngày hôm nay may mắn. Con đường đời là sai rồi, chờ không có ai chơi mà chơi hai lần một đáp án đó ông nội ơi. Người ta có thể đoán chung một câu hỏi nhưng không bao giờ người ta có thể trả lời chung một đáp án hết trơn á. Em đã suy nghĩ ra cái câu trả lời khác rồi thì em mới dám lên em chơi chứ. Rồi, con đường là sai nha. Con đường là sai. Mọi người ơi, lưu ý giùm em nè, anh chị nào mình đang có trong livestream này á, mình có comment mà không có em đọc tên lên thì những người đã bị ở bình luận rồi á, mình chạy ra ngoài xong mình vô coi lại giùm em ha. Hoặc là mình chạy thích cơ bông qua trái tim cho bình luận mình nó được hiện lên. Rồi em thấy Xây Dựng Quang Thịnh, thấy Lê Trần Thịnh, thấy Lê Nguyễn Hiếu Trọng rồi nè. Con đường tình là sai ha. Con gì không có mắt là câu hỏi ngày hôm nay. Và anh chị ơi, lưu ý giùm em nha, mình chơi game thì mình phải chịu khó chia sẻ livestream giùm em. Mọi người chia sẻ tầm 5 nhóm mà không cần nhiều đâu. Trời ơi, chơi game ở những shop khác người ta bắt chia sẻ tới mười mấy 20 cái nhóm là đúng không? Nhiều khi mà mình chơi game ở shop người ta xong rồi hả, mình không có bị, không có được làm gì luôn. Facebook nó chặn tính năng, Facebook chặn share livestream, Facebook chặn like các kiểu luôn. Còn em là chỉ còn yêu cầu là 5 hội nhóm thôi, đủ xài rồi. Mỗi người chia sẻ like cho em đúng 5 hội nhóm thôi là em đủ xài rồi nha. 5 hội nhóm một lần duy nhất trang cá nhân. Chứ đừng có để tí nữa trả lời đúng câu hỏi rồi mà bình luận của mình bị hủy đi, rất là đáng tiếc.
Lần nào em chơi game em đoán cũng tìm, cũng phải tìm ra 3-4 người hết trơn á. Lần nào cũng vậy hết. Lần nào chọn ra người thắng xong kiểm tra cái người đó cũng không chịu chia sẻ livestream cho em. Bắt buộc em phải quỷ đơn của người đó. Rồi gửi đi chị, ok. View lên cao tí gửi, giờ view vậy gửi. Ai chơi trời ơi. Con gì không có mắt câu hỏi ngày hôm nay nha. View lên cao thì em sẽ có gợi ý. Và phần quà em dành tặng cho mọi người ngày hôm nay là một cặp đồng hồ của Long Phụng ha. Đây ạ, cái này á, 1.300.000 nha mọi người ơi. Và đặc biệt hơn, mọi người chơi game những sao khác, người ta tặng cho mình chỉ có một phần quà thôi đúng không? Để ý đi, người ta tặng một cái áo, một cái quần giá 200-300 thôi. Còn em là em tặng luôn cho mình một cặp đồng hồ Long Phụng trị giá 1.300.000 luôn. 1.300.000 luôn. Đấy, 1.300.000 luôn mà tặng một cặp luôn chứ không phải là tặng một chiếc đâu. Trời ơi, bây giờ em nghĩ là đồng hồ Long Phụng á, không thể nào mà mình tách rời nó ra được hết đúng không? Có lông là phải có phụng, cho nên là anh chị nào mà ngày hôm nay may mắn lắm mới được sở hữu một cặp nha anh chị nha. Thay vì mình sẽ bỏ tiền ra thì bỏ ra 1.300.000 mình mua, thì bây giờ mình chỉ cần là chơi mini game để chuẩn kết quả thôi. Mình sẽ được nhận ngay và liền một cặp đồng hồ Long Phụng mà không tốn bất kỳ phí tiền nào hết. Con đường đời là sai như Quân Lạc nha. Phương Quỳnh Tấn, con suối là sai nè. Anh Kim Đen ơi, nói chuyện văn minh một tí anh ơi. Đừng văn tục trong livestream, hãy chứng tỏ mình là người văn minh đi anh. Con Dung là sai nha, con Dung không có mắt hả? Rồi đây, đồng hồ Long Phụng đây là hàng chuẩn Singapore sắp tay về cho mình nha. 1.300.000 mà ngày hôm nay gửi đến cho mọi người chỉ với giá 0 đồng thôi. Và khi shipper giao hàng tới khỏi cần trả tiền ship luôn. Có nghĩa là ngày hôm nay đáng trúng, ngày mai nhân viên giao hàng thì ngày mốt sẽ có một cặp đồng hồ Long Phụng mà đeo. Và mọi người không cần bỏ bất kỳ phí tiền nào ra hết. Nhân viên của em sẽ chịu tiền phí ship cho mình, được không? Rồi view lên 300 người vô coi, em sẽ có gợi ý nha. Chuẩn bị gợi ý cho anh chị đây. Em bảo đảm là em gợi ý là mọi người biết ra được liền. Bây giờ hiện tại 288 người vô coi rồi. Cho em 300 người vô coi thì em sẽ có gợi ý cho mình nha. Con dao là sai, con quay là sai. Đáp án của mình ngày hôm nay gồm có 4 từ. 4 từ. Và em sẽ gợi ý cho mọi người 2 từ đầu tiên được không? 4 từ thì giờ sao ta? Đáp án đáp án gồm 4 từ thì bây giờ gửi sao đây ta? Thôi gửi cho mình 2 từ luôn đi ha. Trời ơi, tại vì sao, em chơi game là em sẽ gửi đến khi nào mà tìm ra được người thắng thì thôi. Anh Công Quyên ơi, đây là livestream trực tiếp không phải livestream phát lại nhanh nhá. Em chơi game này sẽ ngồi gửi đến khi nào mà tìm ra được người thắng thì thôi, tại vì nếu mà không có tìm ra được người thắng này sẽ ngồi nó hoài. Không có tìm ra được người thắng thì không có bán được. Cho nên thôi bây giờ em gửi 4 từ luôn ha cho dễ. Bây giờ đáp án 4 từ em sẽ gửi 2 từ luôn cho mình dễ đoán. Đáp án của mình ngày hôm nay 4 từ thì em sẽ gửi 2 từ đầu tiên. Trời ơi, em gửi cái là biết được liền luôn á. Chuẩn bị nha. Bây giờ mình khởi động ngón tay của mình đi mọi người ơi. Em mở cái gửi cái là mình comment liền cho em nha. Con gì không có mắt. Đáp án của mình gồm 4 từ. 2 từ đầu tiên là con đường. Suy nghĩ cho em, 2 từ còn lại là hốt quà. Và bây giờ mình khởi động ngón tay của mình đi để mình bấm thật là lẹ nha. Tại vì 4 từ mà không lẽ gửi 2 từ mà không đoán ra được đúng không? Con đường tình yêu là sai. Con gì không có mắt nha. Rồi ạ, phần quà em nhắc lại dành cho mọi người là một cặp đồng hồ của Long Phụng. Đã có lông thì phải có phụng nha. Ngày hôm nay chơi game đáng trúng, ngày mai nhân viên sẽ giao hàng và ngày mốt sẽ có một cặp Long Phụng và đeo. Mọi người không cần bỏ bất kỳ phí tiền nào ra hết. Con đường tình yêu là chưa đúng đâu. Mọi người không cần phải bỏ bất kỳ phí tiền nhèm ra hết nha mọi người nha. Chỉ cần là nhân viên shipper giao hàng tới đợi hàng và lấy hàng cho em. Nếu như mà hàng ok, hàng đẹp thì
phải ngồi tốt cho em là được. Con đường tình yêu là sai, đáp án của mình gồm 4 từ. Và đây là một cái con đường mà ai cũng phải đi qua trong cuộc đời này, không phải là con đường tình yêu. Đây, chỉ tay của mình là sẽ có 3. Chỉ tay của mình là sẽ có 3 cái, nói là 3 cái đúng không? 1 là tình duyên, 2 là học vấn, và 3 là tuổi thọ. Thì đó, đang gửi ra nha, con đường may mắn là sai. Đáp án gồm 3 từ, 4 từ, đáp án gồm 4 từ. Đây, nhìn cho em nha, đáp án gồm 4 từ. 2 từ đầu tiên là con đường, và nó 2 từ cuối cùng liên quan đến cái đường chỉ tay thứ hai của mình. Nghe rõ nha. Đáp án gồm 4 từ, con đường học hành là gần đúng rồi. Ok, thấy có người đáng trúng rồi nè. Đây, đáp án gồm 4 từ, 2 từ đầu tiên là con đường, và cái 2 từ cuối cùng liên quan đến cái chỉ tay chính giữa của mình. Cái chỉ tay chính giữa của mình đó chính là học vấn đúng không? Đáp án của mình ngày hôm nay là con đường học vấn. Và người trả lời nhanh chính xác, em ghi bình luận nha, rất là thông minh, vừa gửi cái là đáng ra được liền. Con đường học hành là chưa có đúng, đáp án của mình là con đường học vấn nha mọi người nhé. Rồi, đây là con đường mà bất kỳ ai cũng phải trải qua trong cuộc đời này đúng không? Rồi, bây giờ nhân viên kiểm tra liền giùm em coi Đặng Tuấn có chia sẻ livestream hay không. Những anh chị nào nãy giờ đã tốn thời gian đang ở trong cái livestream này để coi thì các anh chị đừng thoát ra khỏi live vội nha. Tại vì mình đã mất thời gian mình chơi game rồi, thì bây giờ mọi người mất cho em 5 giây nữa thôi. Nhân viên kiểm tra, nếu như Đăng Tuấn không chia sẻ livestream đủ thì em sẽ hủy đơn của Đăng Tuấn liền. Lần nào em chơi game thì em cũng phải chọn ra 2-3 người thắng hết trơn á. Tại vì cái người đầu tiên game không bao giờ chia sẻ, ngộ lắm, toàn lo đoán thôi là không có chuyện chia sẻ live. Bây giờ anh chị nào mà mình đang coi trong live này thì đừng vội thoát ra. Nhân viên kiểm tra giùm em đi, 5 giây cho nhân viên thôi nha. Kiểm tra liền cái nick Đăng Tuấn có chia sẻ hay không. Rồi, với hôm nay thì em sẽ lên cho mọi người những cái chai nước hoa chính hãng sắp tay. Và em là em chuyên bán đồng hồ, mọi người thấy không? Chuyên bán đồng hồ. Nhưng ngày hôm nay em sẽ lên cho mọi người nước hoa, tại vì em vừa tình cờ biết được một lô nước hoa hàng cao cấp và được thanh lý lại. Những chai nước hoa chính hãng mà bị lỗi hộp, bị móp hộp, người ta không bán được ở cửa hàng và trung tâm, thì người ta sẽ gom lô lại để người ta thanh lý lại cho những người thu mua. Hiện tại trên thị trường có rất là nhiều người, rất là nhiều nguồn thu mua nước hoa lỗi. Nhưng em khẳng định em, chỗ của em là bán rẻ nhất trên thị trường, rẻ nhất. Bây giờ cho mọi người coi. Rồi, chuẩn bị lên chai đầu tiên. Chai đầu tiên lên cho mình Chanel đi. Lúc nào cũng lên cho mọi người cặp đôi Chanel trước ha. Đây, một cặp đôi Chanel. Em nhắc lại nha, nước hoa chính hãng nhưng nó chỉ bị lỗi hộp cho nên nó không được bán ở cửa hàng, thì người ta sẽ gom lô và người ta bán lại cho những người thu mua. Nguồn thu mua của em là nguồn thu mua nhiều nhất và giá rẻ nhất. Em livestream bán đồng hồ là hiện tại, nhưng mà 2 năm trước em đã bán nước hoa rồi, và lâu lâu mới được một lô hàng nước hoa về, cho nên anh chị nào không coi livestream rất là đáng tiếc nha. Rồi, chai đầu tiên, đây, hàng Blue đi Chanel. Tất cả từ quần áo, dài, dép, túi xách, mình không biết được cái nào là hàng giả, hàng dởm hết. Nhưng đối với nước hoa mình có thể biết được. Nước hoa mình có thể biết được cái nào là hàng giả, hàng dởm nhờ vào cái mã vạch, đúng không? Mã vạch mình có thể check. Nếu ra mã vạch thì nó là hàng xịn, còn nếu không ra mã vạch đó là hàng vứt đi. Bây giờ em sẽ check mã vạch cho mọi người coi luôn. Đây ha, đây nhìn cho em, đây là cái app iCheck nè. Đây là app check hàng quốc tế. Bây giờ em sẽ check trực tiếp trên livestream cho mọi người coi luôn. Thấy không? Chanel Blue đi 2.558.000. Khi mọi người check ra mã vạch thì mọi người có thể yên tâm, đây là hàng sách tay chính hãng. Khi mọi người check ra mã vạch thì nó vừa ra clip, vừa ra hình ảnh, mà nó vừa ra cả thông tin sản phẩm luôn. Đây là thông tin sản phẩm một nồi đây nè, thấy không?
Rồi, đây là mùi hương phong cách lịch lãm nam tính và ấm áp và chỉ cho các anh nam thôi. Đây, em bán hàng không phải là kiểu như là ai mua cũng bán, mà là phải tư vấn rất là rõ. 2.558.000 ngày hôm nay sale thanh lý 199k và chỉ còn có đúng 8 chai thôi, được không? 650 mấy người ở đây chỉ có đúng 8 chai thôi, cho nên đòi hỏi là sẽ có 8 người nhanh tay nhất để lại cho em số điện thoại và mã 01 cộng số điện thoại cho em 199.001 và số điện thoại nha. Và chai này thì chỉ có nam xài thôi. Nhiều chai nước ngoài nam nữ có thể xài, BD có thể xài, nhưng đối với chai này chỉ có nam xài, tại vì đây là chai cực kỳ nam tính. Vừa nam vừa men vừa nam tính, vừa quyến rũ vừa lịch lãm. Anh ơi, chép ra mã vạch nó còn ra luôn cho mình cái nguồn gốc này anh ơi, thấy không? Cái nguồn gốc của nó nè, anh thấy đây là lá cờ Pháp không? Frank này anh thấy không? Đấy. Mã vạch chép thoải mái, cái app này mình có thể chép mã vạch. Cái app này mình có thể chép mã vạch, mình có thể chép sản phẩm mà, mỹ phẩm mà, hay là giày, cái giày sneaker mọi người cũng có thể check nhờ cái app này. 01 và số điện thoại cho em. Nếu bây giờ mình không tin thì mọi người có thể làm khi shipper giao hàng tới có thể check mã vạch lại một lần nữa ha. 01 cộng số điện thoại cho em 199k. Rồi, em chỉ còn đúng 8 chai thôi và đây dành cho các anh nam, em không bán cho các chị nữ nha, trừ khi nào mấy chị nữ muốn mua nước hoa tặng chồng thì không nói rồi. Nhưng mà các chị nữ mà muốn mua xài thì em không bán nha. Tại vì đây là mùi rất là nam tính cho các anh nam và mùi này là nghệ sĩ cực kỳ thích xài luôn, tại vì mùi này nó lưu hương rất là lâu và nó tỏa hương cực kỳ xa. Các anh không cần phải đứng gần người ta mới nghe mùi. Chai này em khẳng định là các anh chỉ cần là đứng xa người ta 2-3 mét, chạy xe đằng trước người đằng sau đã nghe mùi rồi. Chai này là mùi nam tính nha và chỉ dùng cho ban đêm thôi, tại vì đây có mùi nó hơi nồng một tí. Nước hoa thì tất nhiên mùi nồng nó sẽ lưu hương lâu hơn, nhưng mà được một cái là nó không xài được vào ban ngày, nó chỉ xài được vào ban đêm thôi. 01 và số điện thoại cho em nha mọi người ơi, 199k. Chị Hường Nguyễn ơi, chị không mặc được như em cho nên chị tức hả chị? Ủa cái chuyện mà em mặc cái gì là chuyện của em, miễn sao em không giật chồng chị là được rồi. Ủa bây giờ không lẽ giờ em ở nhà mà chị bắt em phải mặc quần dài áo tay dài ra, bây giờ livestream mà lôi thôi lết thớt thì ai mà coi. Cái đó gọi là không tôn trọng người nhìn. Còn cái này em thấy em đẹp thì em mặc lên. Ủa cái chuyện em mặc cái gì là chuyện của em, chả liên quan gì tới chị luôn. Thích thì vô mua, bán hàng với giá quá rẻ rồi. Rồi, cái này ai lấy thì comment liền cho em là 01 và số điện thoại nha. Cứ để mã và số điện thoại là nhân viên tự động chốt đơn. Và khi mọi người mua shipper giao hàng tới, mọi người yên tâm là sẽ có thẻ bảo hành cho mình. Mua nước hoa sẽ có thẻ bảo hành. Những cửa hàng nước hoa bán chính hãng chưa chắc gì có thẻ bảo hành như em. Đây, thẻ bảo hành là sao? Thứ nhất, khi shipper giao hàng tới kiểm tra không ra được mã vạch thì đừng nhận hàng. Khi mà mua về mở chai ra cảm thấy không thơm như chính hãng thì trả lại hàng cho em. Trên phiếu bảo hành có ghi lại đầy đủ số điện thoại và địa chỉ của em. Nếu như nhắn tin không trả lời, gọi điện trực tiếp qua số điện thoại, gọi điện trực tiếp không bắt máy qua thẳng địa chỉ luôn. Đó, bình thường mình mua hàng online thì mình rất là sợ, một là không cho kiểm tra hàng, hai là không được đổi trả. Thì trong cái ngày hôm nay mọi người mua nước hoa của em vừa được kiểm tra hàng, vừa được tên mã vạch mà vừa được đổi trả luôn, được không? 01 và số điện thoại cho em 199k, đây là nước hoa nam. Rồi ai cứ để mã và số điện thoại là nhân viên chốt đơn nha. Bây giờ em lên luôn cho mình, đây là chai dành cho nam, bây giờ lên luôn cho mình chai cho nữ nè. Có nam là phải có nữ đúng không? Trời, bột cặp. Hồi nãy là Chanel Blue đi và đây là Chanel Gen. Nếu như mà ai mua hai chai luôn được nha em nha. Mua hàng kiểm tra hàng thoải mái, khuyến khích nên kiểm tra hàng luôn, mất công mua hàng nhầm rồi nói này nói nọ nữa. Khuyến khích nên kiểm tra hàng trước khi nhận dùm chị luôn. Rồi đây là mã số 02. Đây, hộp bị lỗi là lỗi như nào đây nè, lỗi hộp vậy nè. Và em nói luôn nha, có rất là nhiều người nói là bây giờ mình bỏ một cái chai giả vô một cái hộp thật thì cũng được đúng không? Nhưng mà em nói luôn, cái đường nào mà bỏ được cái chai vô nước cái hộp
đường nào bỏ được chai giả vô hộp mà không thông qua cái bao. Phải tháo cái bao ra thì mình mới nhét chai vô được. Và cái bao này nó rất rất là mỏng, chỉ cần mình đụng vô một cái nhẹ, mình tháo banh ra là mình không bao giờ ráp lại được. Tại vì nó rách là nó rách tông ra luôn, chứ nó rách một nét hai nét. Đây, cái này là gọi là hàng bị xuất xưởng mà bị lỗi. Hàng này thiết hàng bị lỗi cho nên là người ta mới thanh lý lại thôi. Còn hàng mà hàng xịn chả ai thanh lý cho mình đâu. Đó, cho nên khi mọi người mua hàng thì có thể yên tâm nha. Lỗi là lỗi cái hộp ở ngoài thôi, còn cái chai ở trong chất lượng vẫn y vẫn là hàng chính hãng. Đây em check cho mọi người coi cái mã vạch luôn. Đây là mã số 02 nhút hoa nữ, 3.094.000 mã số 02. Thấy cái logo lá cờ hình pháo không? Đấy, 3.094.000 đây là chai nước hoa mà giá cao nhất trên thị trường hiện tại. Về dòng Chanel, Chanel mà nói về nước hoa mà đắt tiền thì đây, Chanel hồng. 199.000 mã số 02, đây là nhóm ngọt ngào tươi trẻ dùng được cho cả ngày và cả đêm. Và khi mọi người mua sẽ có bao bì bao kiến xung quanh như thế này. Mua 2 chai tặng liền cho mình 1 chai mini. Ok, Đức Nam Trần Minh Trung rồi, hôm nay có rất là nhiều loại nhưng lên trình tự từng mẫu nha. Tại vì biết sao không, hàng á, lô hàng không phải lúc nào cũng có. Đâu ra mà người ta sản xuất cho mình mấy trăm chai lỗi đâu. Trời ơi, ví dụ người ta ra được 1.000 chai thì chỉ có tầm 100 chai bị lỗi thôi. Cho nên là anh chị nào mà không chốt thì rất là đáng tiếc nha. Lâu lâu mới được một lô hàng nước hoa chứ không phải là có hoài cho anh chị đâu. Bình thường là lên đồng hồ thôi à. Lâu lâu có được lô hàng nước hoa mới lên xã thôi. 02 bé heo cho số điện thoại giùm chị nha. Minh Trung 02, Thành Công A 02 nè. Huỳnh Hữu Thời 02 nè. 02 cộng số điện thoại cho em Hữu Văn 02. Cái chai này nếu các anh dành tặng cho các chị nữ, em bảo đảm luôn mấy bà nữ sẽ cho tiền các anh đi nhậu hàng ngày luôn. Tại vì sao? Chanel này ai mà không biết giá cực kỳ cao. Chanel là một trong những cái dòng thương hiệu mà giá cao nhất. Gucci nó còn có triệu mấy, còn Chanel toàn 2 triệu mấy đổ lên thôi à. Rồi đây 02 Kim Huyền, 02 cho Đặng Dung. Đây là mùi nước hoa tươi trẻ và đây là mùi ngọt nhưng nó không phải là ngọt nồng. Mùi là mùi ngọt thanh. Trí Nguyễn ơi, Blue Nam mã số 01 giùm em nha. Ai mua một cặp Chanel vừa nam vừa nữ thì được tặng kèm một chai mini tùy chọn, đồng giá 199k, được không? Đây, nếu như hiện tại là trên thị trường á, có rất là nhiều chỗ là nguồn hàng thu mua nước hoa lỗi giống như em. Nhưng mà em khẳng định luôn, nó rất là tham và nó rời rất là nhiều. Ví dụ một chai 2 triệu, nó sẽ bán cho mọi người giá 700-800. Đó, còn em là tại vì cái nguồn của em là cái nguồn chính, nguồn trực tiếp không qua trung gian và em lấy rất là nhiều. Cho nên em có được giá rất rẻ. Và hôm nay em bán chủ yếu là cần tương tác thôi. Cần tương tác thôi mọi người ơi, cần mọi người chia sẻ livestream cho em thôi, chứ em chả cần lời làm gì đâu, lời 5-10 ngàn một chai thôi, không có nhiều đâu. Rồi ok, để lại cho em 02 nếu chốt chai này nha, 199, khi mua là có thẻ bảo hành cho mình luôn. Cứ để mã và số điện thoại là nhân viên chốt 199.000 mã số 02. Hiện tại là trên online bây giờ cũng không có nhiều người dám chết mã như em đâu ha. Bây giờ dù mà chết mã không ra, trời ơi, quê thì thôi luôn á. Chết mã không ra là bảo đảm là sập bay liền. Tại vì gì hả, dân chúng đâu report, sập bay liền. Rồi, trời ơi, anh Cao Tàn Minh nè, anh đã nhận được chai Blue Chanel, hàng không còn gì để khen em ạ. Hàng không còn gì để chê chứ sao lại không còn gì để khen. Cảm ơn anh Cao Tàn Minh nha. Rồi, chai này là Blue Chanel mã số 02. Ai lấy comment 02 và số điện thoại cho em. Ở đây là Chanel cho em dành cho nữ. Ai lấy thì comment cho em là 02 và số điện thoại. Còn đây là Blue Chanel, đây là mùi nước hoa mà em bán chạy nhất. Chị ơi, em bán nước hoa mà làm gì có tinh dầu dưỡng tóc. Nhận được nước hoa nhà chị rồi, thơm xuất sắc, cảm ơn Trần Lan nhiều ha. Trời, ghim bình luận liền. Nói chung là ai mà khen nước hoa là ghim liền, trời ơi. Ok, chết cha Ấn Độ. Đúng
Rồi ok, Phạm Luyến nè, 01, Thu Trần 01, Thành Công Ma 02 nè. Đây là mã 01, đây là cho nước hoa, mà em, nước hoa nam mà em bán chạy nhất. Đây là mùi nghệ sĩ cho các anh nam. Tại vì nghệ sĩ người ta sẽ tìm những cái chai nước hoa nào mà mùi thơm lâu, tại vì người ta đổ rất là nhiều mồ hôi. Với lại là nghệ sĩ người ta cần chai nước hoa mà thơm xa thì đây, Blue Chanel là bán chạy nhất, mùi nghệ sĩ. 01 cầu số điện thoại cho em. Ok không? Phải nhà Nguyễn Nhật Nam. Quang Bình Lê cho số điện thoại giùm em đi. Rồi bé heo chốt rồi, Thúy Nguyễn chốt rồi. Đây là 01 nha và đây là 02. Đấy, mua một cặp luôn, hai chai thì mình sẽ được free ship. À thì mình sẽ một tặng một chai. Tại vì hồi xưa là em bán đó là mua hai chai thì sẽ được free ship. Nhưng mà em nghĩ là tiền ship có 20-30 ngàn thôi, nó không đáng. Đấy, cho nên là em quyết định là mua hai chai, em tặng luôn cho mình một chai mini luôn, để cho mình có thể là đem cái chai mini đó xách đi khắp mọi nơi, bỏ cái chai mini vô túi hay vô giỏ xách là mình có thể xịt lúc nào mình xịt được. Rồi, ok, hết hàng qua mẫu nha. Lên luôn cho mình mã số 03 Lancome Versace. Rồi. Ừ, hôm nay chị không có đồng hồ cho nên chị lên luôn hoa em ơi. Rồi ok, bây giờ sẽ lên cho mọi người cái dòng của nữ nha. 02 là dòng của nữ đó em. Bây giờ lên cho mình 03. Rồi Ngô Đỗ Thị Ái chốt, Quang Bình Lê chốt nè, Tâm Nguyện chốt nè. Rồi bây giờ sẽ lên cho mọi người cái 03 Tuân Trần 01 chốt. Rồi Anh Huỳnh Hữu Thời chốt rồi, bé heo chốt rồi. Đây là 03 dòng nước hoa Lancome. Và Lancome thì mọi người biết rồi, giá của nó khá là cao. Ngày hôm nay em lên thanh lý luôn 199.000 mã số 03 cho mình. Đây là dòng nước hoa mùi ngọt dành cho các chị nữ. Chai mini hả? Rồi ok, để chị vô chị lấy. Khi mọi người mua hai chai nước hoa 01 199, hôm nay đồng giá 199 hết. Kim Huyền chốt rồi, khi mọi người mua hai chai nước hoa thì em sẽ tặng cho mình một chai mini như thế này. Một chai thì có dung tích là 20ml. Và chai mini thì nó vẫn có rất là nhiều mùi nha, Gucci, Polo, 212 Sexy hoặc là Versace. Đó, mọi người có thể tùy chọn chai nước hoa mini được tặng nha. Có thể tùy chọn, thích mùi nào tặng mùi đó cho mình. Ok, Huỳnh Hữu Thời. Rồi mã số 03 đây là chai Lancome. Đây là mùi cực ngọt cho các chị nữ, bảo đảm cho các chị luôn, 10 chị là hết 8 chị thích mùi ngọt, đúng không? Tại vì mùi ngọt thứ nhất là nó sẽ thơm lâu hơn là những mùi mát, và mùi ngọt thì lúc nào nó cũng lưu hương lâu hơn hết. Rồi Kim Quyền ok, ok Tây Thi chốt rồi. Đây là 03 199.000 Lancome kim cương. Đây, chai này em khẳng định luôn, nếu như mọi người đi ra ngoài cửa hàng, ra những cái trung tâm thương mại mà bước vô cái quầy của Lancome, nhân viên bán hàng sẽ đưa cho mọi người coi cái chai Lancome này liền. Tại vì đây là hàng best seller của Lancome, hàng là bán chạy nhất, mùi thơm cực kỳ ngọt. Dạ em ở Bầu Kế, Bình Phước nha. Khi mọi người mua là sẽ có thẻ bảo hành, trên thẻ bảo hành ghi lại đầy đủ số điện thoại và địa chỉ shop của em ha. 03 ngày hôm nay là 199.000 cho mình. Đây mọi người thấy không, hộp đầy đủ như thế này mà giá 199.000 ở đâu ra? Ví dụ ra ngoài những cửa hàng lưu niệm, những cái shop thời trang hay hội chợ mọi người mua nước hoa đó, nó chỉ có cái chai không thôi chứ nó không có hộp đâu. Cái chai không thôi à thì mình không biết là cái nguồn gốc nó ở đâu. Còn cái chai này em khẳng định nha, chết mã thoải mái. 03 cộng xin hại cho em mùi này. Những cái chai nước hoa mà hàng cao cấp á, mọi người chỉ cần mở nắp chai ra để như vậy thôi, nó đã tỏa mùi lên rồi. Còn đối với những chai nước hoa hàng giả thì cái mùi của nó quá nhạt, nên mình phải để gần mũi thì mình mới nghe được mùi. Chai này còn 8 chai, đọc tên chốt đúng 8 người. Chai này đứng để xa thôi đã nghe được mùi rồi nha. Coco Chanel đỏ đợi em tí. Đây là 199.000 Lancome, mùi ngọt cho các chị nữ thích ngọt, ngọt cực kỳ luôn. Chị nào thích ngọt thì chốt. 03 Bảo Ngọc Hứa Nguyễn em chốt nè. Rồi
Bảo Ngọc, Hương Nguyễn em chốt nè, còn ai nữa ta? Ngân Candy 03 nè, Thùy Dung Phan Thanh Công Mang, Thành Công Man hả, Tâm Nguyện 03 nè, Kim Hồng 03, Ngân Candy chốt rồi. 03 còn hai chai, chốt đúng cho hai người nữa là hết nha. Đây, mùi này là mùi sang này em ơi. Mùi ngọt nhưng mà ngọt sang, best seller luôn, Lăng Công Kim Cương, nhìn cái màu thôi là thấy sang rồi. Dành cho đi tiệc là cực kỳ ok, trời mùi này thơm quá. Đây, khi mọi người xịt đó thì mọi người chỉ cần xịt 1 cho đến 2 nhấp thôi, chứ không phải như nước hoa dở mà mình xịt ào ào như nước lã. Đây, mình chỉ cần xịt ở phần cổ tay nè, và mình hạn chế xoa. Đây, xịt ở một nhấp phần cổ tay bên trái, xịt một nhấp phần cổ tay bên phải là nó đã thơm rồi nha. Mình không cần mà phải xịt nhiều đâu, không cần phải lấy hai cái cổ tay mà chà vào nhau đâu. Nhiều chị là xịt nước hoa hay có cái kiểu lấy hai cổ tay chà vào nhau á, thì như vậy nó sẽ làm cho mình mất mùi lẹ hơn. Cho nên là xịt, làm ơn xịt hai nhấp game, xong rồi lấy cái phần đó chậm chậm lên cổ một tí. Tiết kiệm cực kỳ, một chai như thế này mình có thể xài hơn nửa năm mới hết được một chai. Rồi, Minh Trung đã chốt rồi. Một chai như thế này có thể xài hơn nửa năm mới hết được một chai nha mọi người nha. 199.000 mã số 03 Chanel. Anh 03 là Lăng Cam chứ nhầm. 03 là Lăng Cam, dành cho các chị nào đi hẹn hò thích mùi ngọt thì lấy liền. 03. Rồi bây giờ sẽ lên cho mọi người cái